quay khó của Hen, chồng em đi cứ để cho em. Em biết chửi nhau mà đâu mọi người. Đóng một bộ phim hành động rồi. À, phim đó thì Hen tập luyện rất là nhiều và đánh hầu như là dùng hết lực để đánh luôn á. Nên là hồi nãy khi mà Hen cảm giác là Hen chưa dùng hết lực luôn, nhưng mà thể hiện cái cốt cách hơi mạnh mẽ của mình quá. Hồi nãy Hen xô ảnh mà xô rất là mạnh luôn, ảnh bị té. Trời ơi, Hen kiểu như xong là Hen bị khủng, bị sợ luôn á. Tại vì Hen từng đánh và xô các anh, nhưng mà các anh là cascader á, nên là sẽ biết hãm lực. Té ra làm sao để không làm mình đau hoặc là bị tổn thương. Mà anh thì không dám xô mình, anh nhẹ nhàng vậy nè. Còn mình thì lại tới bập. Nếu mà các cháu hay tất cả mọi người có xem á, là chỉ là Hen diễn thôi nha, chứ không có hổ báo gì đâu. Qua 2 ngày quay hình thì Hen đã đóng rất là nhiều nhân vật khác nhau. Và ngày hôm nay là đi xuống chợ để quay làm người bốc vác ở trong khu chợ. Với cái phần quay này thì có vẻ như là dùng sức nặng nhiều hơn và cảm nhận rõ hơn cái sự kiểu như là dè bỉu của anh em xung quanh, kiểu diễn thôi nha. Nhưng mà kiểu
làm cho mình có nhiều cảm xúc ở trong cái không gian này. Và tất cả những hành động, ví dụ đẩy nè, vác nè, thì nó rất là gần với tuổi thơ của Hen. Hen thì như mọi người biết thì Hen là nông dân mà, sinh ra trong nhà nông. Hen đã quen việc từ lúc mà Hen còn khoảng học lớp 7 là bắt đầu biết đi làm, đi phụ ba mẹ làm nương làm rẫy, bốc vác hay làm việc nặng. Vùi nước thì đã từ nhỏ rồi, nên là cái việc mà làm nặng ở trong ngày hôm nay thì nó không làm khó Hen. Đó chị là vậy nè. Đó. Ok, hồi nãy là chị vai thôi. Em ơi sao thoải nhớ. Mình đã trở về lại ở Hen rồi, cuối cùng rồi.